Hello, xin chào mọi người. Bây giờ xin mời mọi người cùng thăm lưới thiên ba nha. Đó, đây là lưới đầu tiên luôn. À, chưa thấy con nào à? Anh ở đầu lưới được con này. Dô. Thiên ba lưới à? Dính chú đầu tiên à, kia thì đứa chăn muốn thả ngoài em ấy lại đang bị cái rác bám. Nãy tôi quay cái clip lúc trước ấy là cũng bị ảnh hưởng tí đống rác kia. Đống rác kia nếu mà nó trôi xuống đây thì chắc chắn mấy đứa này dính hết, là vì đang lắc các cái gành đá. Lưới này lại thu luôn, không để lại nước nó mà lên là nó trôi trôi rác mà ra thăm lưới dỡ luôn đó mọi người nhé. Lưới này cũng dính một ít rác. Qua đoạn này thả ba lưới này. Đây lưới chen ba lưới mới, mới mua lưới mới chen ba này dài 100 mét, cắt đôi thả ở đây một cái và tít trước kia một cái, còn một cái đây chen bốn này. Thăm xem có cá không, cháu ấy thu lưới nha. Thu lưới luôn, cho nó đảm bảo an toàn. Nó mất lưới, mất công mua. Đẹp thế mà không thấy cá nha. Chưa thấy cá luôn. Ấy, một chú nè, dù nè, cái mới, hai chú à, lưới này một con gì đây, một con dô nữa này. Chú rùa thứ ba, con rùa
Hôm qua nghe Lương nói bảo là dạo này được chủ yếu cá ngão. Được trước thì được cá trôi, cá chép. Mấy hôm vừa rồi anh toàn được cá ngão. Nó cũng lưới chen ba, chen bốn. Ơi. Chú nữa này, rô đây chú ạ. Nhiều rô. Rô tầm ba ngón tay, gần ba ngón tay, dưới dưới phần ba. Sau nó cứ ổn định sẽ kiếm cái lưới chân năm để đi thuyền thả kiếm cá to. Mắc lưới mình không? Vọng không mắc lưới mình không? Biển cá to. Hãy subscribe. Hãy subscribe.